Với việc tích hợp công nghệ mạng cùng kỹ thuật mô phỏng, kỹ thuật đồ họa, đào tạo trực tuyến e-learning đang mang lại cơ hội lớn cho tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự khác biệt trong đào tạo nhân sự và tăng tốc trong phát triển. E-learning giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 40% đến 60% thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng nhân viên từ 130% đến 150%. Mô hình đào tạo hiện đại này thay đổi hoàn toàn hành vi dạy và học. Trường học là máy chủ, bài giảng là video số, vở sách là mobile laptop, không hạn chế số lượng thành viên và học bất kỳ thời gian nào, ở bất kỳ đâu. Việc tổ chức cuộc thi được diễn ra theo cách thức hoàn toàn mới, tinh gọn và nhanh chóng. Đề thi tạo một lần, dùng nhiều lần, không in ấn. Học viên không cần di chuyển, không cần tập trung tại một nơi, số lượng tham gia thi không giới hạn. Việc chấm thi không cần huy động đội ngũ con người và có thể thi bất kỳ đâu. Việc quản lý đào tạo nhân sự không còn là bài toán đau đầu tốn thời gian, mà chỉ là một tác vụ đơn giản. Khi thông tin nhân sự được liên kết tự động từ các hệ thống tích hợp, các báo cáo cũng được truy xuất nhanh chóng, dễ dàng. Vậy doanh nghiệp cần gì ở một hệ thống e-learning? Đó cần là một công cụ mạnh, nơi doanh nghiệp tổ chức có thể tổ chức và quản lý theo dõi lớp học mọi lúc mọi nơi, nơi nhân sự có thể học mọi lúc mọi nơi, nơi thông tin doanh nghiệp và nhân sự được tương tác đa kênh, nơi cuộc thi hoàn chỉnh được thực hiện, từ quản lý bài thi, giám sát, chấm thi, báo cáo, nơi chương trình học tập có thể triển khai bất kỳ lúc nào và kho dữ liệu, bài giảng và đề thi được số hóa, với chi phí đào tạo giảm, chất lượng nhân sự nâng cao nhanh chóng. FPT e-learning, giải pháp từ chuyên gia công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Là tổ chức công nghệ thông tin kinh nghiệm đã và đang tham gia vào lĩnh vực giáo dục đào tạo trong hơn 20 năm qua, FPTIS mang đến các doanh nghiệp và tổ chức hệ thống đào tạo trực tuyến FPT e-learning, giải pháp do FPTIS nghiên cứu và phát triển tối ưu hóa quá trình đào tạo, tổ chức thi cho nhà quản lý cũng như quá trình học tập, khai thác tài liệu, thi cử và tương tác mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị kết nối mạng như máy tính, thiết bị di động. Điểm khác biệt lớn nhất của FPT e-learning là nền tảng nhân sự và công nghệ thông tin từng triển khai thành công nhiều dự án cho các trường đại học, cao đẳng cũng như các tổ chức đào tạo nghiên cứu. FPTIS là số ít đơn vị cung cấp giải pháp e-learning chuyên nghiệp một cách toàn diện và hệ thống được xây dựng theo quy trình phát triển phần mềm chuẩn quốc tế. FPT e-learning đang được sử dụng bởi các tổ chức uy tín với quy mô nhân sự lớn với lượng truy cập hệ thống cao, phân bổ trên toàn quốc. Về tính năng, FPT Learning có khả năng liên kết với các đối tác bên ngoài để mở rộng nội dung đào tạo, cung cấp tài liệu học dưới nhiều định dạng, cho phép cán bộ nhân sự và giảng viên quản lý và cập nhật toàn diện các hoạt động đào tạo của tổ chức. Tổ chức thi trực tuyến hoàn chỉnh, từ khởi tạo đề thi, giám sát thi đến chấm thi và báo cáo. Cho phép hệ thống hoạt động ở hạ tầng yếu, có thể phòng tránh và xử lý trường hợp mạng yếu hoặc chập chờn, cũng như đảm bảo hiệu năng, tốc độ xử lý với số lượng truy cập lớn và bảo mật dữ liệu. FPT e-learning ứng dụng các nền tảng tiêu chuẩn cho nội dung e-learning hiện đại nhất, đảm bảo chạy mượt mà với hệ thống quản lý đào tạo của doanh nghiệp, với khả năng mở rộng công nghệ và sẵn sàng tiếp nhận ứng dụng những công nghệ mới nhất vào hệ thống. Đội ngũ triển khai nhiều năm kinh nghiệm của FPT e-learning luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tối ưu hóa hệ thống đào tạo trực tuyến nhân sự của doanh nghiệp, hỗ trợ phân tích để có danh sách mong muốn, thông tin đầu ra ở hệ thống, cũng như tư vấn để đưa ra hướng số hóa thiết kế bài giảng e-learning từ nội dung đào tạo truyền thống. Hệ thống đào tạo trực tuyến FPT e-learning vì tiềm lực nhân sự không giới hạn.